quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình kỳ tài thách đấu. Wow. Bây giờ sẽ đến với một phần mà nó thuộc về chị Thanh An. Hả? Một kịch bản nói về một người mẹ, còn ai đóng nữa, chị thôi. Trời ơi, sợ. Cô để Long Nhật đi. Trời ơi, chị. Chị. Wow. Em phải đóng người cha. Anh sẽ đóng một vai ông già ở dưới quê lên. Trời ơi. Lên Sài Gòn để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bảy bà. Bảy bà. Anh là người đàn ông ngoại không về thăm bệnh viện. Đúng. Không thỏa hiệp về giáo kéo. Đúng. Anh không hỏi làm gì cả. Đúng. Cái mặt chuẩn như sợ luôn à. Hỏi làm gì đi. Hỏi làm gì vậy anh? Làm hết tất cả. Thì cái câu chuyện này sẽ nói về gia đình, mẹ chồng, nàng dâu. Thì sẽ có vài vai trong đó. Có Mạc Văn Khoa, có anh Long Nhật, rồi có anh Hoàng. Ông Giang ơi, đóng vai nàng dâu hả ta? Anh đóng vai nàng dâu sao mặc sơ rê? Không, Giang tự lấy mấy cái màn ở nhà xé ra chồng Giang vô ơi, được dạ. Anh nghĩ vai bà mẹ chồng này chắc không có hiền đâu em ha. Tội lắm, thương. Vậy thương, đó hả? Đào thương. Đó, đào thương, đào thương. Nhỏ ác là nhỏ này. Ủa sao kỳ vậy, mặt em thánh thiện quá mà anh Giang. Nhìn hai chữ mày thấy không thánh thiện rồi. Vậy không mà chán thiệt các chị. Ui sao tự nhiên hôm nay ngoan dữ vậy ta. Đó. Em có hay là bình thường của dạ đi. Em đang bình thường đây. Mới bị sang chấn tâm lý gì hả dạ? Đó. Thưa quý vị à, chúng tôi sẽ có vài phút ngồi họp bàn với nhau, sau đó đưa ra một cái kịch bản để trình diễn gửi tặng quý vị. Mong quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ mang đến tiết mục Nước Mắt Chảy Xuôi. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha mẹ vui nổi á con. Nè, nằm đây nghe cái nội nè, vỗ tay bà cho ăn bánh, không vỗ bà quánh lên đâu. Con. À, má đưa con cho con. Đây để cho dạ, má dỗ dạ, em dạ, cho. Dạ, để má dỗ em cho. Dạ, đây. Cục gì vậy con? Má. Sao vậy con? Để má ẩm không? Thôi được rồi má, được rồi. Má ngồi yên đó giùm con đi nha. Để con cho em nó vô củi nè. Nó khóc à con ơi, nó khóc dạ, à. Không. Con đưa chút mà. Xíu hà, đưa chút xíu là nó ngủ thôi. Con nít mà ẩm ở trong lòng ôm nó đó ha con ơi, nó ngủ ngon giấc lắm con. Ngủ rồi đó má thấy không? Hồi đó thằng Khoa đó, chồng con đó, má cũng ẵm nó, má ẵm trong tay đó rồi má đu nó ngủ chứ hồi đó đâu có cái mấy cái này đâu con. Trời ơi má ơi, bây giờ má nghỉ đi, má cứ ôm nó, má ấp nó hoài như vậy rồi nó đeo hơi má, rồi mai mốt không có má rồi ai giữ được nó khóc suốt ngày làm sao con đi làm. Nhưng mà cháu nội của má mà má thương nó con má con... thương nó nhưng mà má làm vậy là má hại nó đó, rồi má làm khổ con nữa. Má
đâu có hại nó cái gì đâu. Là tại vì là cháu nội là mình phải thương nó thôi chứ có cái gì đâu mà hại. Thôi giờ con vô con ngủ đi, con nghỉ ngơi đi rồi có cái gì để má coi cháu cho. Con đáng lẽ là con ngủ được rồi đó mà tại vì má cứ hát ngoài này sùm làm sao con ngủ được. Trời đất ơi, con nó gây con đã mất ngủ cả đêm rồi mà bây giờ muốn ngủ chút cũng ngủ không được nữa. Quá mệt mỏi rồi. Thôi má xin lỗi con, để má đi dọn đồ ăn cho con ăn nha. Dạ. Khổ ghê, tôi quá nhiều áp lực rồi thiệt. Lớp con lớp chồng, bây giờ thêm má chồng nữa thiệt. Bây giờ con mình đẻ ra mình muốn nuôi theo cách của mình cũng không được, hở cái là ý kiến, hở cái là cứ nuôi theo cách của má. Không hiểu. Đây nè con ơi, hai má con mình ăn đi. Ăn để rồi khỏe rồi để rồi con đi nghỉ ngơi. Để không thôi rồi cái là nó ba cái đấy nó nguội hết trơn rồi. Ý trời trời trời. Má xin lỗi con. Ủa, má nấu món gì má? Mì Quảng con. Trời má ơi, sao con ăn được cái này má? Sao vậy con? Ăn con được. Con xin mổ mà, cái vết thương con người ta cử ăn gà. Rồi má nấu mấy cái mì Quảng này dầu mỡ nhiều lắm, con ăn vô rồi vô sữa rồi con nó bú rồi nó đau bụng sao má? Trời ơi, thôi để ngày mai con kêu người giúp việc tới nhà, người ta sẽ nấu những cái món phù hợp với con. Không được đâu con ơi, con phải để má lo cho con. Má muốn chín tay má phải lo cho con, lo cho cháu nội của má, con đừng có kêu người về đây nghe con. Đó má nuôi chồng con đó nuôi xong mà bây giờ ổng lớn lên ổng ốm nhem ốm nhách yếu xìu là... thở chút mệt có làm được cái gì đâu. Là tại vì nó là cơ thể nó yếu, cơ địa nó yếu hay sao đó, chứ còn hồi đó là má nuôi nó tới lớn lì vậy đó con ơi. Thôi má ơi, con nói thiệt cho con nói với má hoài à, ngày xưa khác bây giờ khác. Sao có hỏi cái má cứ đem ngày xưa ra, trời đất ơi, bây giờ thời buổi nào rồi, má công nghệ 4.0 rồi, nuôi con cũng phải khác ngày xưa chứ. Cứ ăn những món ngày xưa hoài làm sao có đầy đủ chất như bây giờ. Con của con là ngoài uống sữa của con là nó còn uống thêm sữa ngoài nữa. Sữa con mua ở bên nước ngoài về tốt lắm. Má khỏi nấu gì đi nha. Với lại mai mốt má đừng có ẵm bé, má đưa qua đưa lại vậy nữa. Cái não nó đang ở tuổi phát triển, má làm như vậy là ảnh hưởng não của con. Rồi mai mốt lớn lên nó khờ, rồi ai khổ con, là mẹ con khổ nè. Trời ơi, con quá nhiều áp lực rồi má ơi. Má làm ơn má thương con, má đừng có làm gì hết trơn hết trọi đó. Mệt mỏi quá à. Má xin lỗi con. Má đã làm gì lỗi gì? Trời ơi, cháu nội má khóc. Con ơi, để con má ơi, má để nó ngủ đi. Má đừng có để nó đeo hơi má nữa. Má đang cà quậy kìa. Con nín đi, nín đi mẹ. Má xin lỗi con, nếu mà má có làm cái điều gì sai hay là gì đó thì con... con chỉ dạy lại cho má. Tới giờ rồi. Trời ơi, tới giờ rồi. Nói nhỏ, chú ơi, để cho con cháu nội tôi nó ngủ. Biết rồi, cháu nội ngủ. Con dâu nói chuyện với bà già chồng. Giờ này là bà già chồng bưng đồ ăn cho con dâu ăn. Con dâu không có chịu ăn, nó qua nói lại nên tôi biết. Giờ này là hàng xóm tôi mấy hết trơn rồi. Gì á, đi đâu ạ? Làm gì vậy? Ủa gì ạ? Một ngày như mọi ngày, qua nấu cơm sườn nó nướng cơm kia, cái sườn gì mỡ không đó nó không chịu ăn thì tôi qua tôi ăn. Rồi bữa nay nấu mì Quảng cho bên nhà tôi thấy thơm quá trời tôi ăn. Trời đất ơi, ơi một ngày hình như ba bữa, bữa nào cũng qua là sao vậy? Ủa bên nhà bộ đói hả? Bốn bữa rồi, chút thiếu nè, mua thử ăn tối, không ăn tôi ăn luôn. Trường nằm chịu lên ở với con chị em lên ký đó chị, ăn điều đặn ngày bốn cử. Vậy đó hả? Ủa sao biết nữa tới giờ hay đó ha, chứ biết giờ là con không ăn cái qua đây rồi tự ăn vậy. Hàng xóm cũng thân thiện quá con ha. Thân thiện gì má, ăn trực riết mà mập vậy đó. Con đừng có nói vậy tội nghiệp người ta con. Ăn xong rồi đó cái em về ha, để cho con cháu nội của chị nó ngủ ha. Còn tô bưng về bển luôn đi. Nấu quá. Ngon. Nhưng mà gà nó hơi dai nha. Em về em ăn cho hết luôn chứ đây mà em ăn ngoài hàng người ta em thọt tay em gỡ gà em nắm em té nó kỳ lắm. Đúng không? Chứ nó thiệt cái chị với tôm này cũng được. Trời ơi. Nhớ mình mai trả cái mâm lại cho tôi nha. Đâu có. Ngày mai 12 giờ lấy cái mâm qua đổng mâm khác. Ngày mai nó bún bò Huế đúng không? Tôi biết luôn. Nữa hả? Ừ. Má
má thấy không, má làm giờ người ta nhìn vô người ta nghĩ con sao, người ta đánh giá con sao? Không có đâu con. Cứ mỗi lần tới bữa là con không ăn đồ ăn của má, người ta nghĩ là con không ưa má, con không thích má. Này, má biết cái điều đó, nhưng má hứa má sửa sai lại. Ví dụ như con muốn ăn cái gì con nói cho má nghe đi, rồi má sẽ nấu đồ ăn cho con vừa bụng có ăn nghe con. Má ơi, bây giờ con đã nói là con không cần má làm gì hết á, má cứ ngồi yên một chỗ là được rồi má ơi. Thiệt á, trời ơi, thiệt má làm gì con cảm thấy con rất là có lỗi, con áy náy vì bản thân con dễ sợ. Má... tự nhiên con mang tiếng ác là sao vậy ta? Mà quá mệt mỏi. Ở dưới quê má của hồi đó má cũng lo cho Ngân Khoa nó cũng nên người, chứ đâu phải má lâu nuôi con nó lớn, má biết cái kinh nghiệm mà nuôi con mà, chứ đâu phải là má không biết đâu con. Má ơi, bây giờ con má nuôi thì giờ con má để cho con nuôi đi chứ. Mà nó là cháu nội của má. Con biết. Nhưng mà mẹ nào mà không thương con, không lẽ là con phải con không có lo lắng cho con đàng hoàng hay sao? Con vẫn phải lo chứ. Má biết, má xin lỗi con. Mệt ghê á, thiệt quá. Con ơi, ba về với con đây. Má, con. Má, trời ơi. Trời ơi, con ơi. Em. Trời ơi, ba đi công tác một tháng nhớ con muốn chết luôn à. Ủa, con đang ngủ hả em? Con đang ngủ anh. Đang ngủ đó vậy. Nè. Hả? Anh mới đi xa về chưa có tắm rửa gì hết là em cắm đụng vô người con hay chưa? Tắm hồi sáng lên sân bay người ta khử trùng sạch sẽ mà đâu có sao đâu. Không, không có được. Sao? Anh đụng vô là nó vi trùng, vi khuẩn con nó dễ bị bệnh cảm lắm, anh hiểu không? Cái người đó không có sức đề kháng. À, trời ơi, giống con... anh y như đúc vậy đó. Đi một tháng mới về, làm như thương yêu con mình lắm vậy. Ủa, em nói cái gì đấy? Nói gì? Đây là con anh mà sao lại không thương là sao? Thương là sao bỏ đi một tháng mới về? Anh đi công tác mà em. Công tác gì anh không sắp xếp được hả? Sắp xếp? Bây giờ lịch nó đi công tác một tháng thì anh cũng sắp xếp. Đầu tiên do là bắt anh 3 tháng. Do anh muốn hay không thôi. Bước lại đi. Không nói chuyện em nữa. Anh đi vào anh rửa mặt rửa tay cái ra ôm con cái đây. Hay quá, đi một tháng về rồi bây giờ không thèm nói chuyện với vợ. Trời đất ơi trời, thiệt á. Sao mà bất công dữ vậy trời? Con ơi con, từ từ rồi để cho nó rửa mặt, nó tắm rửa sạch sẽ ra cho nó ôm con, nó nhớ con nó mà, nha con. Má! Má đây nè. Ủa, ở trong nhà này cái tiếng nói con có giá trị không vậy? Ủa sao vậy má? Má đừng bây giờ chồng con về tới nơi rồi, má đừng có để cho con khó xử nữa. Má cứ làm những cái con khó chịu, má công con lên tiếng rồi chồng con nhìn vô, chồng con lại nghĩ con hỗn hào với má nữa. Má ủng hộ cái việc gì kỳ vậy? Đi về xa xôi ở ngoài đường biết bao nhiêu bụi bặm, bây giờ đụng vô con má cũng ủng hộ là sao? Tại vì nó thương con, nó nhớ. Thương cái đó là giết con chứ thương cái gì? Em nói chuyện cái gì kỳ cục vậy em? Con à. Không, má cứ để con. Ủa, sao em to tiếng với má như vậy hả? Anh đã nói anh đi công tác ở nhà, hai má con yêu thương nhẹ nhàng bảo nhau có gì đâu. Em nạt má là sao? Em không có nạt, em chỉ hơi khó chịu chút xíu thôi. Anh phải hiểu được là những cái áp lực mà em phải chịu trong nhà này. Em đẻ con em ra mà em không được nuôi theo ý của em. Lúc nào má cũng can thiệp vô đó, má cứ nói là ngày xưa má nuôi anh như vậy, ngày xưa má nuôi anh như đó. Ủa, ngày xưa là ngày xưa, còn bây giờ là bây giờ chứ. Thì đúng mà, ngày xưa má có nuôi anh như thế thì bây giờ anh mới phát triển khỏe mạnh như thế này, thông minh cao to này mà. Cao to gì người anh, như cái tâm cao to gì. Thôi con cho má xin đi, hai vợ chồng con mới gặp nhau thì vui vẻ nói chuyện với nhau, vui vẻ của vợ của chồng với nhau. Đừng vì má mà hai con mới gây gỗ với nhau, má buồn lắm con biết không. Má xin lỗi con, nếu mà má lỡ má làm cái điều gì không vừa ý con tha lỗi cho má để má được ở lại đây để má chăm sóc cho cháu nội, cho hai con. Má cứ đây đi, không phải đi đâu hết đó. Dạ à, có cái gì không? Má không biết thì con cứ việc con chỉ cho má đi, má sẽ làm theo lời con, nghe con. Đó, má lúc nào cũng thương em thấy chưa? Đó, đầu tiên anh cũng đâu muốn má lên đâu con. Tại anh đi công tác không, cứ để con nói má. Anh đi công tác một tháng, sợ mà nhà một mình gặp cái này cái kia thì mới xanh nữa. Anh mới kêu má lên đây chăm sóc rồi. Hai má con yêu thương nhau rồi chăm sóc con anh. Mà bây giờ con không ngờ được về nhà rồi hai má con cãi nhau chứ này. Con đi cả một tháng trời, công việc nó vất vả cực khổ, ở ngoài nó đau đầu lắm về con. Khoa ơi, dạ. Má xin con, vợ chồng không phải là gặp nhau rồi gây gỗ như vậy đâu con. Một tháng trời con đi làm, về vợ chồng vui vẻ với nhau, đừng vì má. Nhưng mà má... Đừng vì má mà hai con phải gây gỗ với nhau, má đau lòng lắm con ơi.
xin lỗi. Nếu mà con làm điều gì lỗi, mà làm điều gì sai, con chỉ lại má đi. Má ông sẽ má làm là theo má, ý má. Làm sao lại dạy lại là thế nào? Tại vì cái cách nuôi con á, ngày xưa của má, má nuôi con bằng cách khác. Còn bây giờ có đầy đủ hết tất cả rồi, cho nên là cái cách nuôi con của vợ con nó khác, cho nên là nó sẽ chỉ lại cho má. Con đừng có la lối ôm sùm như vậy nghe con nha. Thật sự con về con có muốn hai vợ chồng hạnh phúc, rồi có con cái hạnh phúc của má nữa. Mà từ hồi cho má xin vợ con đẻ ra có bị làm sao má? Con bị sao vậy hả? Con nói cho chồng con nghe đi, để cho nó biết, nó hiểu con. Hay là nói cho má nghe đi con. Thật sự là con cũng không muốn, con cũng không muốn là con phải như vậy nữa. Mà con biết chứ, từ khi mà sinh con xong rồi cái nó quá nhiều thứ, nó con bỡ ngỡ quá, rồi đủ thứ áp lực hết, rồi lớp là cho con bú, lớp phải chăm con, rồi lớp phải thức đêm giữ con, rồi nhiều khi cái tinh thần con nó không được ổn định, con cáu gắt. Chứ thật sự là con cũng không muốn nặng lời với má hiểu, nữa. Má hiểu người phụ nữ mình khi mà sanh con rồi á, nó sẽ có nhiều cái thay đổi, nó làm cho con phải bực bội trong cơ thể của con, má hiểu điều đó. Rồi lớp ổng không có nhà nữa, ông bỏ đi suốt ngày. Có gì thì vợ chồng nói với nhau nghe, có gì á con nói cho má nghe không, rồi má sẽ hiểu, rồi má sẽ làm theo ý con để cho con vui lòng. Con phải nhẹ nhàng lại bớt nghe con nha. Nghe lời má, má xin lỗi con nghe con. Dạ, thôi má đừng có xin lỗi con. Thực sự con mới phải xin lỗi má. Chắc có lẽ con bị stress, kiểu như là sau sinh á, con bị căng thẳng. Đúng rồi đó, nên con nhiều khi có những cái lời lẽ không tốt với má. Mặc dù nãy giờ chồng con la con nhiều, nhưng mà má cũng bênh con. Con biết má không có chấp các con đâu. Các con còn nhỏ, còn trẻ, cho nên con ráng yên tâm. Má không có buồn giận gì con đâu. Má hiểu được tâm lý của người phụ nữ sau khi sanh mà. Con cảm ơn má. Nhưng mà má ơi, rồi, má cho con nuôi con theo cách của con nha. Rồi, con chỉ lại má. Má sẽ làm theo cách nuôi con của con nha. Dạ, cảm ơn má. Con dâu của má. Ơi, anh cũng xin lỗi em, nãy anh hơi to tiếng. Tại đi cả tháng trời nhớ con, thật sự nhớ em lắm. Nhớ em mà như về tới là nhào nhào vô con, chứ có biết tới con vợ đâu. Thì con mới sinh mà anh háo hức, mới sinh ra được mấy ngày anh đi công tác rồi. Thôi thì dạ, ôm vợ cái đi nè. Thôi thì tối nay má giữ con giùm tụi con nha má. Thưa quý vị, vừa rồi là một kịch bản nho nhỏ mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Cách chăm con là gây nhiều tranh cãi. Người trẻ thì nói rằng mấy bà già không biết chăm kiểu hồi xưa cái sai gì quá không? Mấy người trẻ thì nói là vậy, nhưng mấy người già thì nói ông bà ngày xưa đã dạy như thế nào thì mình cứ làm như thế. Hai cái quan niệm gặp nhau mâu thuẫn bành. Em biết không, nó có một cái chuyện này xảy ra thật sự luôn nha. Là cháu ngoại của anh, nó bị nổi cái gì trên người. Mười đó bàn đó á. À, không biết, ông mới lấy lá trầu á. Trời ơi, cái lá trầu, lá lắm. Ổ qua đó mới chà lên lưng. Phỏng. Trời ơi, càng ngày nó coi như là nó đầy cả luôn. Nó bị nhiễm trùng luôn, da luôn. Rồi có một việc em biết nữa là bà nội thấy cháu bị đau bụng, nghe ai chỉ mẹo là cho cháu nuốt là 100 con nồng nọc. Trời ơi, thiệt luôn hả? Nuốt xong là đi nhập viện luôn. Cái đó còn không có sợ bằng mà con nè, Hoàng nè, chứng kiến luôn nè. Cái mấy bà già ở nhà cái nhai cơm nhớ 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 cái nhả ra cái nhét nhét ăn nó trộn nó ốc cơm ăn gì kỳ cục gì ăn cỏ gì ghê. Nhưng mà miệng nhai cơm búm lưỡi lừa cá xương đó hay ghê. Đó có chị có đó. Nhưng mà cái đó thì bây giờ là không nên. Vì sao? Vì mỗi cái khoang miệng mỗi người là vi khuẩn. Đúng rồi. Đúng. Rất là nhiều. Nhiều khi là mình đánh răng sạch là một chuyện, nhưng mà cái vi khuẩn nó nằm trong nó tồn tại trong đó. Cho nên câu chuyện chăm con giữa mẹ trẻ và các bà mẹ xưa là một câu chuyện không có hồi kết. Những người già lớn tuổi họ có cái kinh nghiệm của họ, nhưng những người trẻ họ có cái khoa học của họ, họ có kiến thức của họ. Nhưng nếu
bên nào cũng không chịu hết, gia đình lục đục. Nói chung là người ở giữa là ông chồng là khổ nhất. Cái người chồng là phải nhún nhường làm sao mà phải dung hòa làm sao để mà được lòng mẹ, tại vì mẹ già mẹ hay tủi thân lắm. Còn cái người phụ nữ mà sau khi sinh á, thời gian mang bầu, giống như Trường Giang có con nó cũng biết nè, thì cái người phụ nữ lúc mà mang bầu thì tấm lý là thay đổi hoàn toàn. Đâu, sau có thay đổi gì đâu anh? Trời ơi, thay đổi. Lúc vợ em có bầu 3 tháng thì cứ chửi em mỗi ngày thôi, chứ có thay đổi gì đâu. Có thiệt, xong tối khóc xin lỗi. Đúng rồi. Ủa sao em chửi em sau khi sinh rồi thay đổi, em biết tại sao nó bị thay đổi cái em biết tại sao lúc đó cứ chửi thôi à. Đó vậy đó. Thưa sau quý vị, khi sinh rồi nó mà tồi nữa, sau khi sinh thì trời còn ghê hơn nữa. Mà không nên kể mất công. Bà là vì cháu mà đúng, mẹ là vì con, bà tất cả nói phải chung vì là cái gia đình này ai cũng thương hết. Đúng rồi, nhưng mà mỗi người mỗi cách chăm, mà nhún nhường một chút. Thế nên nhún nhường một chút. Cái người không biết nhiều về kiến thức thì nên học kiến thức một chút, cái người không biết nhiều về kinh nghiệm xưa thì nên học kinh nghiệm xưa. Đúng rồi, chút về dung hòa. Để dung hòa với nhau, nuôi con cho nó tốt, nó trưởng thành, nó phát triển, nó mạnh khỏe là mình vui. Thưa quý vị, đó là những điều chương trình, đặc biệt là tiết mục này muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, 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 wow.